Giờ chúng ta đi vô cái khu vực các căn hộ chung cư ở khu vực của phường Phú Hữu, quận 9 này. Đây là khu vực chung cư Sky 9 First Home Premium Sun Tower của NHO, là ba tòa kề cận nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vô cái khu nhà ở House Neo của tập đoàn của Essex. Căn hộ House Neo của Essex vừa đang bàn giao cho khách hàng. Thì giá hiện bây giờ chuyển nhượng lại là tầm khoảng là 28 cho tới 29 triệu. Có những căn lên tới 30 triệu một mét vuông đã VAT, nhưng mà bây giờ là mình sẽ nhận nhà về ở ngay. Tính ra thì cái giá hiện vẫn còn rẻ hơn so với cái những dự án xung quanh, cũng như Sapphire Khang Điền thì giá cũng tầm khoảng 33 34 triệu rồi. Một mét vuông đã VAT, nhưng mà khoảng 1 năm nữa mới nhận nhà. Dự án này được bàn giao với chất lượng khá là tốt. Được công nhận về tiêu chuẩn xanh. Thì mình đang hiện có hai căn hộ, một căn gốc ở tầng thứ 11 như thế này, căn này là một căn ở tầng thứ 10, căn thấp hơn một chút xíu, là 65 mét vuông và 71 mét vuông, thì giá là 1 tỷ 950, và căn gốc đó thì giá 2 tỷ 050. Thì đây là tập đoàn của EZLand, là quỹ đầu tư của châu Âu, và đơn vị xây dựng là Cofico xây dựng. Và bên trong của chúng ta là có hồ bơi ở bên trong, bên dưới hai hồ bơi lớn và hồ bơi trẻ em bên cạnh, cùng với khu vui chơi dành cho trẻ em ở đây. Thì các căn hộ tầm khoảng là hai phòng ngủ, thì một phòng ngủ là 45 m², một phòng ngủ cộng là 55 m², hai phòng ngủ là 62 m², 65 m², 67, 69, 71, 72 m². Còn những căn 3 phòng ngủ là chỉ có 77, khoảng 79 m² thôi, là to nhất của dự án. Thì tổng dự án của chúng ta chỉ có 560 căn thôi, và được bàn giao với trang thiết bị rất là tốt so với cái mức giá ban đầu là khoảng 23 triệu 1 mét vuông đã VAT. Thì bên đây là chủ đầu tư đã tặng luôn cái bộ bếp cho cư dân. Bên dưới là chúng ta là có những căn shophouse thì rất là ít căn, nên đây là cũng là một cái hàng hiếm của cái khu này. Anh chị nào hiện quan tâm về căn hộ này mà muốn ở liền thì đây là cái căn hộ mà thích hợp nhất mà mình có thể recommend cho các anh chị. Hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655 để được hỗ trợ tư vấn thêm về cái căn hộ như thế này. Mình cũng sử dụng số điện thoại 0979 676655 cho Viber, Zalo, Telegram. Các anh chị hãy subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi các video clip tiếp theo về các dự án hạ tầng xung quanh. Khi mà mình có dịp đi ngang qua thì mình cũng quay lại để cho các anh chị tham khảo thêm. Xin chào và hẹn gặp lại.